Siêu đồ bếp xuống bảy bờ. Wow. À, người ta xíu lần một xô, xíu lần thấy chưa năm. Đúng. Mất thế, mất thế. Oh. Oh. Đây, sư đồ bếp nhai sẽ đi tổ tài bắt tôm. À. Con bắt được một con rồi. Con chút xíu à. Con chút xíu hả? Thôi. Đã chưa? Chưa. Ủa cái nêu quá vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời kìa. Ê thử á. Con bắt được rồi nè. Trời ơi. 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 Trời đây nè các bạn. Ôi kìa. Ôi. Nhảy nè. Nè. Mẹ. Trời ơi. Cái chuyện ơi. Ôi 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 đây nè, đây nè. Không cho cá hả? Bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Đi à. Tu 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 tu. Sao? Trời ơi nó nổi lên luôn. Trời nó kêu ọt ọt ọt. Bỏ đâu chứ thế? Dở dở. Đây chuột bắt về. Bắt về gì cho con? Nó đang mất tiêu rồi. Phải mò chứ. Có cá là ta. Đi mẹ có con tôm gì nó nhỏ nhỏ á mẹ. Mày lấy chuối rồi. Rồi. Chưa chưa. Từ từ. Từ từ. Con bắt được con cá nè. Con bắt được con tôm. Sao? Hử? Mò cá chị. Ôi con tôm nó mới nhảy rồi chị thấy. Đúng rồi. Em thấy tao đấy đấy. Đây đây. Rồi, rồi. Quý ơi, quý, quý đâu quý. Đó. Mẹ ơi. À. Này chị đi. Mẹ, ngồi đàng hoàng coi. Tao bỏ đây. Đi. 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 Tao cãi đâu mày. Này. Rồi tất cả rồi bắt đấy. Nữa. Chết mẹ. Rồi, hai dì cháu nó kìa. Đây, đây. Có bắt được con gì không mà hai dì cháu nó. Ôi, cá lóc đâu thầm lặng vô. Con bắt được con này. Hả?
Này Quý bắt giỏi chưa ta? Mấy con Quý bắt thầm lặng. Em bắt nãy giờ ba. Nó bắt trong thầm lặng luôn. Đây thử lại. Đâu? Đây. Ở hay nữa. Kéo không dậy con chuột có lắm không? Đâu có được thấy. Đâu đây đâu? Giờ thấy nha. Đừng ngồi chèm bẹp xuống luôn nha. Lớn rồi. Lớn rồi. Bắt cá gì vậy? Con bắt cá rừng tao bắt. Trời ơi. Ủa nhóc luôn. À, sao ngồi vậy? Ủa mày bắt cá để. Mày coi chưa? Không có thôi. Ai? Đều ăn bắn cá nè tao. Trời ơi. Cá nhỏ nhất luôn. Ăn mà. Cũng tôm. Mẹ. Nè. Nè. Dạ hấu cá hồng tôm. Rồi cuối cùng cái vỏ cũng lên. Có hai chị em đó nè. Đó hai chị em. À, lâu lâu được xuống sình. Đâu? Ờ có chim chép cả. Chim chép đâu? Con không mẹ bắt được con chim chép rồi kìa. Đâu mẹ? Hả? Con. Quay ơi quay. Trời nó con. Quay. Nó quên tình luôn rồi. Mẹ con mẹ. Trời ơi. Em thu nè mẹ ơi. Ủa, thấy nhóc tôm nhiều lắm mà đâu cần chứ. Trời ơi, siêu rồi biết bắt hết rồi. Quá. Hai chị em đang làm cái gì ạ? Mẹ bắt được con cá xuống chưa nè? Bỏ vô. Mẹ chị em rù rì rù rì. Cá xuống, nhân vật xuống. Đây. Mở đi, mở đi. Đâu? Đủ rồi hả chú không? Ừ. Nước đâu đủ cho con. Ủa có con gì trong đây nè? Cái bóng này dễ quá. Con chân tú nè. Sao ta? Nó phục phục. Sai lầm tao. Coi vậy tao bắt cái mà. Mẹ ơi. Đây cái bóng. Ừ, bắt được cái bóng luôn nè. Đây. Để vô quay đi. Để quay bắt cá luôn quay đi. Mẹ không bắt được con chó mà chăm bước. Ôi dạ. Con tôm. Ủa tôm đâu hả? Chờ con tôm. Chỗ nó bắt được con tôm nè. Ở đây có tôm đó nè, tôm bún nè. Đi xuống đi ông ơi. Người vô đi xuôi. Cái ổ không đâu. Hello. Ôi bắt được rồi. Cái đó này bự dữ à. Mới chạy ở đây nè. Đây ơi. Quỳ đi bắt cá. Nó mới chạy xuống đây nè. Rồi xong. Đây 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 đây. Quay quay bắt. Đâu. Ngứa quá. Đó, vết vô. Yeah. Cô đủ ăn vô lên mà mẹ để tối rồi. Bắt cho hết cá mới lên chứ. Kiếp xem chép tắt luôn. Con làm nữa không? Con làm nữa không? Con làm nữa không? Con kiếp chép. Wow. Âu. Tới cả chiếc chỗ hả? Con muốn bay, con muốn bay. Mẹ cầm kem nha. Ủa lắm. Chỗ của em đi. Mẹ xử quý đi mò cá nha. Lòng tông. Hả? Quá. Lòng tông đâu lặng kia. Trời ơi, Vy kìa. Cái này nó. Ê gì vậy? Ở đâu cái lóc ngoài hả ta? Sợ nhiều quá. Trời ơi. Hồi nãy được mấy con rồi chứ Thi? Giò cha. Rồi. Đúng ăn chưa? Rồi. Mình nấu ăn đi. Lên nha quý vị hết rồi đó. Lên lên nữa. Tép còn đâu con? Bắt đi. Bắt được.
bắt tàn cái giò của Vi với chuột không à? Trời ơi, nè, thấy nhiều chưa? Ít quá. Thấy không? Đây, chiếu lại phẩm. Tìm tìm. Wow, wow, wow. Rồi, rồi nó nhảy xuống hết cái nè. Mò là không được nha cô nè. Hôm nay loại phẩm của mình hôm nay là quá trời cá lóc luôn. Giờ chúng mình sẽ lên nha các bạn. Rồi, đèo lên đi. Đây, hai chị em nó giờ đang tắm. Tắm sơ qua. Đó. Rồi, con nước mà. Thí sẽ rút ra với loại phẩm. Trời ơi, trời ơi. Quá trời. Ta thấy đem khu sau. Dạ, không, mình rửa lại Út. Rửa rồi mình hát quay. Đâu dập nhiều đó, thêm Út bây giờ sẽ chia cá ra các bạn. Rồi, rồi cá bông, có một cát nữa thêm Út. Có một con á. Quá là có lóc luôn các bạn ha. Mẹ không dịch luôn con. Gì đi. Điện thoại. Lòng tâm nhất luôn nè các bạn. Nhà người đâu bắt hồng tông đâu thêm không? Ừ, cái này mình bắt hết luôn. Mình bắt hết luôn. Nhiều quá, người ta quậy nhiều quá. Dạ. Ủa, có lóc cứng nữa kìa. Ừ, nè, cứng nè. Sao mà chưa có lóc cứng hả thêm không? Tại nó còn nhỏ xíu vậy nè. Đó. Ừ. Người ta kêu lóc cứng. Này có tí tôm ha. Bự nhỏ trong tí ạ. Cơm này rồi đi bán được hết không? Không. Có cơm này nè, con này mới bán được. Nhưng mà giờ nó mệt rồi. Ừ, mà lỡ con vậy đâu bán, nhiều quá. Rồi bán, vừa bán vô anh bán mình nè. Bán hỏng hả? Bán cho anh bán mà. Anh bán mà anh bán hỏng á. Chuột, giờ con đang làm gì chuột? Dạ, con đang... À, thành quả của chuột nãy bắt mấy cá bông dừa. Giờ là chuột sẽ lên dàn bếp. Đốt lửa lên nướng. Chuột bắt rồi chuột nướng. Ai chuột bắt rồi chuột nướng rồi chuột ăn luôn à. Đứa hai. Sở thêm một ấy nữa. Dạ. Đưa vô chuột. Đưa chuột. Ủa không nướng bên kia hả? Không, tôm bự nướng bên kia con. Nướng cho chuột. Rồi tè le tè lư luôn. Chín rồi đó chuột. Dạ. Hai đứa chưa ăn được nha, thì bắt. Đừng có bắt bỏ không ăn. Cái nào nướng được đó ăn nha. Đết, đó con cá. Ba đết đẩy tảng cá qua con. Rồi. Cá này ai nướng vậy? Không mấy mình dò chị. Có đệt nướng. Dò. Dò. Dò hả? Dò con cá này của ai? Con em. Chào chiêu. Ăn kỳ kỳ đó. Con em. Đó đâu ăn được con? Ăn cái kia kìa, ăn cái thịt trong kìa. Ờ đúng rồi. Trời ơi. Ngon không? Có mùi lạ. Mùi lạ hả? Mì ăn mùi lẽ ra dùng khác mà. Đất đỡ ngược chứ. Cá thịt chuẩn bị ăn được rồi đó. Chuẩn bị thôi nha. Cá em. Cá của thằng Tiên hả chứ không biết. Chờ gì xíu. Cá Tiên có chút xíu không? Chờ gì nướng cho. Ủa mẹ đâu mẹ? Ra mà. Trời ơi, nó ngồi chẳng có ba hồng. Ví dụ mua nó, tiền mua là anh làm cho con đâu biết mua. Mấy chuyện dễ chuột tên. Mấy con là chính nè. Trời, chị đưa con cá cho em, đặng ăn cặm. Nè, cá của con chính nè. Chính chưa? Chưa. Còn cái đầu nữa trời, nướng trong gì vậy đi nha. Đưa cho nó đi, nó đòi nướng, nó nướng. Ăn xong rồi. Trời ơi, con chuột nó ăn xong rồi, nó còn cái bộ sườn không các bạn? Trời đất ơi, ta nướng đã ngồi ra ngồi ăn. Xém ớt đâu? Chưa làm. Làm rồi. Trong nắp lô trống á. Quay làm nhanh vậy. Đi á.
để tôi qua tôi ngồi tôi ăn. Đây. À, ăn được không? Út sẽ nấu bánh canh cá lóc nha các bạn. Đó, và bột nãy mới đi xay về. Cá lóc hồi nãy mình bắt đó. Cá lóc nãy mình dằn dặt bắt buổi trưa tới giờ chiều rồi các bạn. Này vớt bọt không? Cho trong ha. Hồi chứ cháy tỏi quá. Cháy tỏi, bằm tỏi. Cà phê hả? Thử xong rồi cái mình rỉa cá nè, cái mình để thử cá vô. Dạ. Này Út là chuyên gia nó bán cho. Chuyên gia con đây bán phải không? Bây giờ xưa đã biết tú sẽ giò bánh canh. Này. Thả vô luôn không? Dạ vô luôn đi ha. Dạ. Này nó không có chai ha, có chai mình bỏ vô ha, mình cắt 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 cắt. Mà nhà này thì không có chai. Sát còn mình bánh canh bột giò. À đó. Rồi mình giò giò giò, ông Phi nó giò, người ta giò 4-5 cái, nó chưa giò được cái nào. Cô Phi tiết mục nào cũng có chơi xuất hiện của Phi hết trơn nha. Từ nướng cá mà qua tới bên đây luôn nha. Đó. Nhìn là biết cục bánh canh nào của Phi rồi đó. Chán hả? Cá ngon có trứng luôn kìa. Ờ vậy là mình sát xanh lắm không? Đang hồi dưa lửa than này là mình nướng tôm luôn không? Đúng rồi. Lửa than mình nhắc xuống á. Ê tôm này tôm nướng với ớt hay tôm nướng gì? Đúng không? Biết tôm thí. Nhiều không Út? Thấy lăn canh nhiều quá vậy? Có mới me me ở ngoài à. Tại nó trao lên trao xuống một cái này. Thịt à. Ở Tân Thanh nó tốt, ngay chỗ cái khúc mà gần tới mũi ba Tân Thanh á, bánh canh nó để miếng miếng vậy nè. Nó ngắn vậy nè, vậy nè, cái dẹp dẹp vậy nè, mà nó bắt đắt quá. Bà bán sáng sớm, bán tới 7 mấy sáng hết trơn. Ừ, làm bánh canh dẹp vậy không? Nghe chỗ mũi ba không? Nó cũng sắt nữa, mà nó dẹp, nó nặng vậy nè, mà miếng bự hơn mình nha. 7 giờ mấy là hết rồi. Vậy nè, mà nó quán đó nữa hả? Rồi. Vậy bữa nào xuống ăn bữa. Mà ăn sáng sớm mới đi nha, 5 mấy đi nha. 6 giờ, 7 giờ ăn còn, 7, 6 rưỡi ăn còn kịp. Ôi, thằng đó lên vậy? Sớm lắm. Đi à? Mà. Tại cô mới nó kêu mần nữa nè.
Với hôm nay ta bán bánh én quá rồi đó, bán hạt sữa được. Đáng gì nữa. Bạn này mắc cái gì? Nhẹ tâu 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 tâu. Vậy 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 vậy. Ờ tôi không thấy đường để sợ còn xương quá. Sợ hồi mấy đứa mít ăn hay gì? Ừ. Mình ăn. Lấy kiến đè vô coi. Kiến giờ đâu có đây. Kiến mới chạy về lấy kiến. Hồi nãy chầm lá thằng trái đi nha. Rồi bữa nay bà không thấy đường ha, bà bắt lôi kia mang kiến nè. Nó cho tôi mang kiến rồi tôi dạy nó học luôn. Thời gian mình chưa kịp lấy máy là đầu Út phải chơi trực tiếp luôn các bạn. À, bỏ chiếc hành vô đi Tú. Bỏ vô luôn ha. Bỏ vô nó nổi lên ngon lắm. Đẹp không ngon. Wow. Nữa không? Nữa đi. Rồi chị hấp luôn nguyên chén đi. Rồi. Chị luôn. Nó có hò nữa thơm dữ lắm. Nãy con không có. Rồi gì vậy? Rồi rí quá. Ừ, nó có miếng ngon. Đi con. Đi đưa đây cho con. Tráng cái chảo mở không. Hấp dẫn không các bạn? Mở có chứ mở không gì Út ơi. À, mở luôn đi. Rồi để cái nồi giữa ngồi quanh đó ai ăn múc luôn. Rồi thành lẩu luôn. Rồi thấy lấy cái đồ nước tôm nữa. Rồi lấy đem đây đi lấy rồi nhắc. Nè rồi nhắc có nè. Huy đem lên rồi nè. Ê. Để thằng ăn thằng nó đem rồi. Niêm rồi luôn hả Út? Hả? Niêm rồi hả? Nè đầu cá rồi có ai ăn bỏ vô không? Đây gấp. Rồi bỏ vô cái xương. Tôm còn sống nha quý vị ơi. Dạ con nhậu mà. Thôi tôm cắt đầu luôn rồi. Thôi được thay ăn đi Tú ơi. Đi nướng. Trời mẹ mà cầm ra đũa lấy gì vào Út sợ. Bóc tay đi xưa đi bếp. Thôi bóc tay nữa. Xưa đi bếp. Bóc tay. Dạ đợi xíu. Chưa lấy rồi đổ đi. Trời ơi, nửa nóng lắm rồi. Trời ơi. Trời ơi, gì nhanh chứ vậy? Nửa nóng. Nửa quá. Bớt than ra rồi. Này nướng với ớt cũng ngon đó ha. Thơm không? Thơm này có gì vậy ta? Thơm. Có chừng nóng. Nóng rồi, nóng chết rồi. Mày thấy làm gì đâu, mất tiêu nữa hả? Dạ, làm. Ớt nước mắm. Bớt bằng hơn nữa. Hôm qua kìa, tôi làm cho chầm lá. Sáng cho tôi một tô hủ tiếu vậy. Thấy hả? Hôm qua chả mua gì hết đó. Để nướng cá đi, còn 4 cá thôi, không ăn nữa đâu. Ba con có hả? Nướng 2 cái càng á. Của tôi đây đi. Để tôi có ai để lấy đi, có ai để lấy. Có ai lấy chăng phải không? Rồi Tú chăn ai chăn Tú Quý hả? Rồi kiếm cái ly à, kiếm cái ly à. Lấy chén muối à, muối ớt xuống. Ăn tôm đi, con ăn đi. Rồi, con chia đi, con chia ra mọi người chén đi con, ăn. Thơm quá hả? Rồi, còn phải tính nè. Bình bình ngồi chút con. Bình ngồi đây nghe ngoài mẹ đi. Cái trò trước mình muốn cho mấy em nghe là trước không muốn. Cái trò cái nó nhỏ gì lớn khoảng từ bốn cá gì cái trò của con mà cái này tự rửa xương nghe. Chưa hết nha. Có bằng cá hả Bình? Con bằng cá hả? Nhìn con ăn đi. Con múc, con thổi đi, con thổi đào. Để con lên nè. Sao để chi đút cho mình. Quy Quy cái mũ con để đó, Quy Quy. Con vô cần mũ. Nè Tú, lấy cá đó bị hòm xuống. Lấy cá chấm nước sống nè. Cái thằng Vin á. Nó quen rồi. Ăn khờ mà ngồi ăn cho. Mở cho khờ mà. Nóng con. Nóng quá. Nó giờ cũng sao con con múc con ăn. Ăn dậu đậu bụng sao ba? Ăn đâu hả?
Cô làm em ly hay ly đau bụng à? Uống vô mới đau bụng á. Uống vô mới đau bụng á. Uống vô mới đau bụng á. Quên ấp vô. Con chó là nước. Heo hả? Phải đủ hai nước được. Canh đi nữa. Quá trớn rồi.